Ca sĩ Minh Tuyết, tôi và ông xã chia sẻ tất cả mọi thứ. Ca sĩ Minh Tuyết kết hôn năm 2013. Trong suốt 9 năm hôn nhân, nữ ca sĩ ít khi để chồng xuất hiện trước mặt công chúng như nhiều cặp đôi khác của showbiz Việt. Gặp Minh Tuyết trong buổi giao lưu mới đây tại Hà Nội, nữ ca sĩ đã có những tâm tình chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như lý do giấu kín chồng. Vì sao chị ít để chồng xuất hiện cùng trong các sự kiện của showbiz vậy? Do anh không phải là người trong nghề, cho nên nhiều khi tôi cũng sợ có lời nói không hay, bình luận không hay khiến anh sẽ buồn. Anh không phải như tôi làm nghề quen rồi. Tôi cũng không muốn cuộc sống bị xáo trộn nên không khoe anh ra nữa. Có phải chị đã từng xảy ra chuyện đó nên khiến anh chị có quyết định như thế hay không? Đúng vậy, khán giả có người thích mình, cũng có người không thích mình. Anti-fan thì thường hay buông những lời không hay, ví dụ như họ nói kiểu, tại sao ông xã Minh Tuyết nhìn như thế này, nhìn như thế kia? Tất nhiên là cũng có người vào khen, nhưng cũng có người vào chê. Một người bình thường sẽ cảm thấy rất đau khi bị ai đó chê mình. Anh nhà tôi không chịu được, nên thường sẽ buồn. Buồn mấy ngày luôn, đến khi mình phát hiện ra mới hiểu lý do. Sau đó tôi không muốn anh xuất hiện nữa, tôi cũng muốn có giây phút riêng tư của gia đình. Chị có giải thích với ông xã đó là điều bình thường khi kết hôn với một nghệ sĩ hay không? Có chứ, có giải thích từ từ, anh cũng nguôi ngoai. Nhưng nếu sự việc đó qua luôn thì người ta sẽ quên, nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục thì người ta sẽ không chịu được. Cách tốt nhất là không để anh ấy đụng vào showbiz nữa. Vậy vợ chồng chị có hạn chế nói về showbiz trong đời sống hàng ngày hay không? Không, tôi vẫn chia sẻ với ông xã. Nhưng ông xã tôi khác tôi nhé. Tôi là tiếp người, cầm lên được thì bỏ xuống được liền. Nhưng ông xã tôi thì đã cầm lên cái gì, đã để ý cái gì là khó mà buông bỏ lắm, buồn cả tháng luôn ấy. Câu chuyện nào mà tiêu cực quá thì tôi cũng không chia sẻ. Đợi khi nào giải quyết xong mới nói. Nhưng về cơ bản, tôi và ông xã luôn chia sẻ tất cả mọi thứ. Bạn bè ca hát của tôi anh quen biết hết. Tôi không thích giấu giếm điều gì. Trong một mối quan hệ, tôi nghĩ quan trọng nhất là cuộc sống hạnh phúc gia đình. Người ở bên cạnh mình luôn hiểu và chia sẻ với mình. Nếu không hiểu thì hay gây ra hiểu lầm lắm. Muốn giữ một gia đình hạnh phúc là phải biết chia sẻ, biết chịu thay đổi vì nhau. Phải biết kiểu như nhảy cha 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 vậy đó. Người bước lên thì phải có người bước xuống. Hai người cùng bước lên thì sẽ dậm vào chân nhau. Khi nào anh ấy bực tức một điều gì đó thì tôi sẽ lùi lại và ngược lại. Như thế sẽ yên ấm nhiều hơn. Đó là cách mà Minh Tuyết giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng hỏi thật, trong gia đình chị ai là người hay xuống nước làm lành trước? Tôi là người hay làm lành trước? Vì tôi nghĩ chung quy chẳng qua là hờn dỗi với nhau. Giận làm chi mà tôi không thích giận. Giận mệt lắm, tôi chỉ cần nói một câu là anh quên hết luôn. Làm hề xong anh có thể làm nhiều thứ hơn cho mình, thì mắc cái gì phải giận. Người ta bảo con gái thì nên để đàn ông năn nỉ, nhưng tôi lại không có cái tính đó. Cuộc sống hiện tại của chị và chồng chị chỉ có hai người đúng hay không? Tôi với ông xã và hai bé cún.